Ngày 3 tháng 10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1989, quê Long An, để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An bắt cóc một bé gái, 3 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tân An. Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô về hướng thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng. Vụ việc được người thân của cháu bé trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Sơn khai, sau khi bắt cóc bé gái, đối tượng chở bé đến một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, thuê phòng rồi để bé ở đó. Từ lời khai của Sơn, công an đã đến khách sạn đưa cháu bé về với gia đình. Được biết, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn là bạn của cha bé gái này.